Và đây sẽ là cái video thứ đào đất thì người ta đào hết để người ta tạo mặt bằng. Thế còn sọc xe thì những điểm nào mà có đài móng thì người ta đóng. Tất nhiên thì đây là điều kiện mặt bằng chặt hẹp, cho nên là người ta sẽ phải sử dụng lại lắp này. Còn nếu không thì phải đưa. Thì là mình đã đưa cái gì không cắm được. Máy đào của mình đây. Đấy. Đã cần con cỏ ngoài đến đâu thì nó đất sọc xe đấy. Thì nó ưu điểm là nó sẽ không gây biến động về chất, nó không ảnh hưởng của mình đến đất. Thì chúng ta có cái loại trọc mà sử dụng nhiều ở khu vực phía nam, người ta gọi là tường tràm, tức là làm bằng cây tràm. Thế nên là đấy thì gọi chung thôi. Thế đây cái cây tràm ở trong cái điều kiện tự nhiên nó sẽ như thế này. Đây là cây keo lá tràm. Thì người ta cũng chọn những cây đường kính 6, 8, 10 cm, chặt tắt hết cành lá, cành lá thì nó khô, một phần là chết hết, còn một phần lại thì nó tán là nguyên liệu giấy, gần tầm thân thì tập hợp lại để mà phụ cho cục cây bạch đàn, vỏ là trắng trắng ấy, cái lá người ta dùng để ép tinh dầu kim tiêm, cái phần cái phần thân thì ra là phải được xây dựng. Đây là cây keo tái lượng này. Có phút rồi, được có 1 phút 51 giây rồi. Sau đấy thì là một hồ tiêu mà chặt trong cái tỉ mấy nào có dài đấy, người ta chặt cái cây này ra, là trồng được cơ. Cộng sinh như vậy, là cái đá này tăng được hiệu quả sử dụng đất. Của đâu mà sử dụng? Cây tre thì chắc em cũng gặp nhiều rồi. Cây tre là vùng dân tộc đấy, nó gọi là tên là cây cây mai. Cái xe nó to, đốt thương, treo vào mặt mình đốt nó dày. Cái nước thì ở trong mình đang như vùng rừng ngập mặn rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta đã cấm khai thác tràn lan sử dụng, tràn lan mình chẳng còn đâu. Chặt xong ba về tập hợp thì sẽ là cây này. Tập vào ven sông, chặt xong cái keo tập vào ven sông chuẩn bị chuyển xà lan, chuyển đi bán cho những thị trường. Đây là ra khai thác cây cao chặt cái sông được đúng. Chung nước ta thì về cái sản vật thì tương đối dồi dào, và chúng ta này cũng là quá trình mấy năm chương trình, thì những chương trình số như các bạn là đề án 1-3 năm phủ xanh đất chống đồi trọc, chúng ta trồng rất nhiều những keo. Nên tôi đi đường Nội Bài, Lào Cai thì đi hai bên bắc nam rừng keo, đi vào miền Nam thì bắc nam keo đá tràm. Nên người ta khác những cái cảnh giòn người ta mang ép chế biến thì không biết phải dùng mấy cây gì nữa, không biết phải đi tìm dầu bán rất nhiều. Đấy là cọc tre và cọc gỗ. Thì những cái cọc này khi đóng lên đất đấy là nó làm thay đổi cái độ rộng của đất, tăng được cái sức chịu tải của đất, chứ nó không tham gia trực tiếp vào phát triển đất như cọc tre đâu. Thế còn cái loại cọc gỗ mà dùng để làm cọc tre, những cái xe tới thì nó lại là loại khác, là thân gỗ nó to, đường kính từ 20-30 cm, gỗ có chất lượng tốt, đầu của nó đấy rồi. Thế xong rồi, bye bye.